mày đi phỏng vấn, tưởng mày làm việc gì ngon lành, ai ngờ mày đi giúp việc nhà cho người ta. Ở nhà nè, việc nhà nè, tao làm mờ mắt cũng chưa hết kìa. Chưa kể á, là thằng Thanh nó làm giám đốc phòng kinh doanh của một công ty lớn, với lại còn là ứng cử viên của cái ghế phó chủ tịch nữa, mà có con vợ đi làm ô sinh như vậy đó, con có được không? Dạ bác ơi, con nghĩ công việc nào thì cũng là công việc, miễn mình kiếm tiền lương thiện, mình không có làm chuyện phạm pháp. Ê, trời đất ơi, bây giờ tao nói mày còn cãi tao nữa hả? Thằng Thanh mà nó biết được á, là nó còn nổi điên á, nó không để yên đâu. Tôi á phải kêu chủ nhà đến đuổi mấy người ra khỏi đây. Còn nếu hả bả mà không đuổi con á thì tôi báo công an đó. Bà báo đi, bà báo đi, bà báo đi, báo đi, báo đi hả? Con xin lỗi. Alo, chị Hằng hả? Có chuyện lớn rồi chị ơi. Con có việc gấp, con xin phép đi trước. À, ủa em đi đâu vậy? Em có chuyện gấp phải đi. Mẹ, Hằng đi đâu vậy mẹ? Mẹ tức muốn lòng cái phổi đi nè. Có chuyện gì? Nó đi xin việc làm đậu rồi đó. Thì cổ đậu việc làm thì mẹ phải mừng chứ có gì đâu mà tức. Mừng cái con khỉ. Đậu cái gì biết không? Đi làm mưu sinh cho người ta, biểu mẹ mừng sao nổi chứ. Con là giám đốc của phòng kinh doanh, rồi sắp tới đây có thể con là ứng cử viên sáng giá của ghế phó chủ tịch nữa. Mà bây giờ có con vợ đi làm mưu sinh vậy đó, người ta mà biết được á thì mặt mũi danh dự con để đâu. Chưa kể là cái thể diện của gia đình này nè, mất mặt gì nó đó. Con coi làm sao đi nha, chứ mẹ thấy là không được rồi đó. Cô đã thông cảm bỏ qua lý lịch của mấy đứa, cho mấy đứa thuê trọ ở rồi, mà mấy đứa không có chịu giữ kín giùm cô. Đã vậy á, còn làm náo loạn cái khu trọ này nữa. Tụi con xin lỗi cô. Bây giờ khách trọ của cô á phàn nàn đòi đuổi tụi con. Có người á đòi trả phòng dời đi, có người á đòi kiện cô là cho mấy đứa không đàng hoàng ở. Bây giờ mấy đứa con tính sao đây? Nếu mà tình trạng này kéo dài á, cô buộc phải đuổi mấy con đi đó. Dạ cô ơi, cô ơi, cô làm ơn du di cho tụi con lần này được không cô? Tụi con hứa là sẽ không bao giờ để cho tình trạng này tái diễn nữa đâu. Tụi con sẽ đi từng nhà hàng xóm rồi mua quà để chuộc lỗi, sẽ không làm phiền tới cô đâu cô. Nói á thì phải giữ lời nghe chưa, còn một lần nữa thì cô đuổi đi đó. Dạ. Chào cô. Chị coi nè, hôm nay á cũng có vài chủ dựa rau tìm tới mình để ngưng hợp tác. Em nghĩ thủ phạm đã tung tin với những người đó. Rốt cuộc là ai đã làm chứ? Tại sao nó biết được lý lịch của tụi mình? Mà nó làm như vậy để làm cái gì chứ? Tôi không cần biết nó là ai, đừng để tôi bắt gặp. Nếu mà bắt được á hả, tôi cho tụi nó một trận. Chị bình tĩnh đã, coi chị Hằng giải quyết làm sao. Rao tin ở trên mạng á thì dễ, đằng này á nó lại trải giấy ở khu nhà trọ với lại chợ đầu mối, có nghĩa là tụi nó muốn buộc mình bị đuổi khỏi đây, và cũng không có làm ăn kinh doanh gì được hết. Tức thiệt chứ. Cái trò mèo này thế nào tụi nó cũng sẽ tiếp diễn. Nhất định phải tìm ra được tụi nó là ai và làm vậy với mục đích gì. Nhà nó bắt nó đi. Bắt liền đi chị, để nó bỏ trốn đó. Khoan đã, chờ chút xíu nữa đi. Thế nào cũng có người sau lưng, nhất định phải bắt được chủ mưu. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mày có chắc là không ai thấy không? Làm cho ta thấy làm chi ông nổi. Nhưng làm ơn làm phước á, lần sau á đừng có kêu ta làm mấy cái chuyện tào lao nữa nghe. Chỉ có mày mới hợp làm chuyện này thôi. Nhìn mặt của mày á, con nét biến thái lắm. Mày hay quá ha, tao đeo khẩu trang sao mày thấy mặt tao được. Tao nghĩ mày vậy đó. Tào lao,
Nè, mấy anh là ai? Ở đâu tới? Tại sao lại làm như vậy? Hả? Bữa nay nha, không làm rõ trắng đen, không có yên với tôi đâu. Làm gì là làm gì? Tôi làm gì? Đừng có đóng kịch nữa ha. Đây nè, tôi đã quay clip rất là rõ ràng rồi. Anh dán cái gì bậy bạ trước nhà tôi vậy? Hả? Ờ, cứ cho là vậy đi. Thì sao? Vì mấy cô là tù nhân mới ra tù là sự thật. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết được sự thật thôi. Nè, anh nhìn thử coi, bây giờ giữa tôi với anh ai là người mờ ám hơn? Có ai đàng hoàng trong sạch mà đội nón lụp xụp, đeo khẩu trang, trùm kín mít vậy không? Chỉ có người làm bậy phải giấu giếm mờ ám vậy thôi. Có ngon á, phơi cái mặt ra rồi nói chuyện nè. Thở khẩu trang ra đi. Không chị, mày ngon mày cởi đi. Sao mày không cởi? Tao không thích. Tôi không thích cởi đó. Tôi không có muốn mất thời gian đôi co với mấy anh đâu. Nếu mấy anh không chịu dừng lại thì cái clip này tôi sẽ tung lên mạng. Lúc đó nha, anh có ngụy trang chắc chắn tới cỡ nào, cộng đồng mạng cũng moi anh ra được thôi. Cô nghĩ là cái trò này uy hiếp được tôi sao? Nè, tôi nhìn hai anh á, bận đồ cũng xịn, chắc cũng có địa vị xã hội lắm, không phải là người tầm thường đâu đúng không? Được rồi, nếu như mà anh muốn á, tôi sẽ tung lên mạng thử coi. Khi đó người ta moi ra danh tính của anh, gia đình của anh, công việc của anh. Lúc đó anh sẽ thấy được cái clip này có uy hiếp được anh hay không ha. Tháo khẩu trang ra xin lỗi người ta đi. Lỡ cư dân mạng người ta thấy tao, rồi mặt mũi nào nữa mà tao đi kiếm vợ hả? Lời nói của mấy nữ tù như các cô á, với lời nói của tôi, người ta sẽ tin ai đây? Anh ngây thơ quá à. Ha, tụi tôi á đi tù về không có gì để mất hết, còn những người có cuộc sống sung túc như mấy anh á, coi bộ là có nhiều cái để mất à. Để coi, khi mà tôi tung lên mạng rồi á, tìm được danh tính của mấy anh rồi, coi mấy anh có sống yên được hay không. Tôi thừa biết sức mạnh của họ mà. Cô muốn gì? Tiền đúng không? Chả ai thèm tiền của anh hết đó. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình yên đàng hoàng thôi. Ủa vậy là có tội hả? Là gây khó dễ cho ai hả? Tôi thắc mắc hoài luôn á, tại sao mấy anh lại làm vậy? Có lợi ích gì? Hay là tụi tôi có thù oán gì với mấy anh không? Được rồi, im lặng đúng không? Nếu mà mấy anh không muốn nói, không giải thích, được, tôi cũng dễ chịu lắm. Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Cái clip này tôi sẽ xóa. Tôi chỉ mong là mấy anh đừng có làm phiền tới cuộc sống của tụi tôi nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa, sẽ không có lần thứ hai tôi nhượng bộ đâu. Đừng có tưởng tụi tôi là con gái dễ ăn hiếp, và cũng đừng có quan niệm cái gì cũng dùng tiền ra để giải quyết ha. Một lời xin lỗi có giá trị hơn nhiều. Mày hay lắm. Tao kêu tháo khẩu trang ra xin lỗi mày không chịu đâu. Một vị chủ tịch như vậy mà để nữ tù xài xảy như vậy. Mày đâu? Mày gì? Hả? Mày gì? Khách đặt hàng xong rồi mà còn bị quỷ nữa chứ. Bực ghê vậy đó. Thiệt tình, đang làm ăn ngon tự nhiên phá người ta. Mà mình có làm gì tụi nó đâu, sao tụi nó ác với mình như vậy? Bây giờ chủ vườn rau cũng không thèm cung cấp hàng, người ta có đặt cũng không có cái để mà giao nữa. Thôi kệ nó, quỷ cũng được. Cuộc sống bế tắc vậy, chắc do mình bị nghiệp hả chị? Rốt cuộc mình làm lỗi gì với anh ta để anh ta phải khó dễ mình như vậy chứ? Nhưng mà nhìn anh ta rất quen, mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nè. Hả? Mày làm gì mà im lặng quá vậy? Bây giờ tính làm sao, giải quyết nó đi chứ. Để từ từ tôi tính, đừng có lo quá. Sao lại không lo được? Một đống rau đây nè, bây giờ mình phải tìm cách giải quyết chứ. Kỳ này á hả, luộc rau ăn đã luôn. Sao còn sống đây trời. Bây giờ nguyên cả cái khu này đều biết tụi mình như vậy, sống làm sao giờ? Ánh mắt của mọi người không quan trọng bằng việc mình biết mình là ai và mình phải làm cái gì. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chị, lúc nào chị cũng có thể sống lạc quan như vậy hả? Chứ bây giờ nếu như tụi mình không lạc quan á, bộ có ai giúp mình hả? Đâu có ai đâu. Mình phải tin mình trước thì người khác mới tin. Yên tâm đi, tôi sẽ tìm nguồn cung cấp mới.
Chỉ cần ba chị em mình đồng lòng thì khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Nè, em thấy không? Đây chỉ mới là 1/10 vườn rau của nhà chị thôi. Chị còn nhiều vườn rau khác nữa để luân phiên thu hoạch. Chứ nhiêu đây làm sao đủ cung ứng cho cả thành phố hả em? Dạ. Dạ. Chị ơi, như em đã chia sẻ với chị á, thì em có một cái trang cửa hàng rau online. Tuy là em cũng mới tập tành kinh doanh chút đỉnh thôi, nhưng mà đơn hàng cũng ra vô đều đều rồi. Nếu như bên chị để cho bên em giá tốt nhất thì em sẽ chỉ lấy rau độc quyền ở chỗ chị thôi. Bên cạnh đó thì em còn livestream giới thiệu sản phẩm. Biết rồi, mình làm trợ lý mà còn hơn là thám tử nữa. Tối ngày cứ núp núp lén lén theo dõi người ta, giới thiệu luôn mấy món nhà làm của chị á. Đây nè, em cho chị coi. Chị nhìn nè, đây là cửa hàng rau online của tụi em. Em mới tạo trang thôi đó mà cũng được mấy trăm follow với lại mấy trăm like rồi. Đơn hàng cũng đều đều rồi đó chị. Cửa hàng nông trại hy vọng, cái tên này nghe quen quen. Dạ, chắc là chị cũng nghe đây là cửa hàng rau online của tội phạm rồi đúng không chị? Chị cũng nghe lời đồn, không biết ai mà đồn ác ý như vậy. Chị không có quan tâm tới mấy lời đồn đó đâu em. Dạ, không phải là lời đồn đâu. Em và những người bạn đang làm việc trong nông trại hy vọng vốn là những người từng có tiền án. Tụi em đã thụ án xong và trở lại tái hòa nhập với cộng đồng. Chị biết không, em đặt tên cửa hàng rau online là nông trại hy vọng với mong muốn đây sẽ là nơi mở ra một con đường tương lai tốt đẹp hơn cho tụi em. Tụi em tuy ở quá khứ có thể là những người đã gây ra tội lỗi, nhưng mà tụi em đã trả giá cho những hành động của mình rồi. Và bây giờ tụi em muốn được sống cuộc sống như những người bình thường, được sống vui vẻ và hạnh phúc. Học lấy hai cái bằng đại học, quá trời chứng chỉ, vậy mà đi làm cái chuyện tào lao. Trung ơi, mày đang bỏ sót một tài năng như tao Trung ơi. Như chị cũng biết đó, bây giờ xã hội đâu có dễ dàng cho tụi em có thể tìm được công việc mới đâu. Nông trại hy vọng là nơi mà tụi em thành lập ra cũng với hy vọng là sẽ mang lại một cơ hội kiếm sống cho tụi em. Tụi em không chỉ đơn thuần làm việc để kiếm tiền, mà tụi em còn làm việc với đam mê nữa. Chị biết ước mơ của em là gì không? Em có một ước mơ á, là có thể mang hết tất cả rau sạch ở đây, mang tới cho từng người, từng nhà, ai ai cũng được ăn rau xanh, rau sạch hết. Chị sẽ suy nghĩ thật kỹ về những điều mẹ em yêu cầu, coi đáp ứng được điều gì và không đáp ứng được điều gì, chị trả lời em tính tiếp ha. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em hy vọng là sắp tới chị em mình được làm việc với nhau nha. Không biết là có được hợp tác với nhau hay không, nhưng chị nghĩ em sẽ làm được những gì mẹ em mong muốn. Em cảm ơn chị. Vậy nha, cảm dạ. ơn em. Cái thằng đi lâu như vậy mà không một tin tức. Sếp. Chào sếp. Mày khùng hả? Gì vậy? Làm gì mới gặp tao quạo vậy? Cậu đang không hiểu ý tôi, hay là cậu làm trợ lý việc nhẹ lương cao lâu quá rồi hả? Nè, cái này nói là phải đàng hoàng nghe chưa. Làm trợ lý lâu thì chính xác, lương thì không cao lắm, làm việc không hề nhẹ nha. Mày có thấy thằng trợ lý nào vừa làm trợ lý, vừa lái xe, vừa sắp xếp công việc, bây giờ còn phải đi theo dõi người khác chụp hình về cho mày nữa, có ai như tao không? Nó nhiều quá, đâu rồi? Muốn cái này chứ gì? Nó đại đi. Nè, không biết cảm ơn hả? Mày Thôi coi đi. Khổ quá. Tới vườn rau làm gì? Tới vườn rau mua son. Mày khùng hả? Mày mới khùng á. Tới vườn rau mua rau, chứ tới vườn rau làm gì? Vậy cũng hỏi. Tôi có gặp được chủ vườn rau không? Có điêu được giá không? Rồi chủ vườn rau bán giá bao nhiêu? Khi nào giao hàng? Sao tao biết? Mày, cái thằng này. Ê, nè. Mày làm gì vậy? Hứa điện thoại tao sao?
Dạ thưa sếp, đây là cái điện thoại là công cụ đi làm việc cho sếp, theo dõi người ta cho sếp. Lỡ người lấy gì tao làm? Mày còn dám nói nữa hả? Làm gì thì tất trách, cái cần biết thì không biết. Đi chụp có vài tấm hình vậy là xong hả? Bớt vô dụng dụng cái. Dạ thưa sếp, em làm trợ lý, công việc của em là trợ lý. Còn cái việc mà theo dõi người ta, nó không nằm trong hệ thống cống rãnh nhiệm vụ của tôi. Sếp là người thừa biết, vậy mà sếp còn hỏi. Sếp nên động não một tí đi. Nè, đi theo dõi người ta, mình phải mang theo cái trái tim và khối óc, con ngươi và đôi tai. Mình là con người, không phải là mang theo trái tim, khối óc, con cú, con quạ hay là robot. Mà đứng xa 800 mét để nghe người ta nói gì. Với lại mình đi theo dõi người ta, mình phải đứng thật xa cho người ta không thấy mình. Nếu người ta thấy mình còn gì là theo dõi nữa hả sếp? Mình là chủ tịch rồi, phải biết động não suy nghĩ đi. Mày có thể đợi cô ta về, rồi đóng giả làm người mua rau, vào dò hỏi thông tin. Có bao nhiêu đó mà mày làm không được, ngu. Đúng, tao ngu. Tao ngu mới đi làm trợ lý cho mày đó. Tao ngu mới giữa trưa nắng đi theo dõi người ta, nắng bể đầu luôn, kiến cắn mũi chích không dám nhúc nhích. Đáng dâm lại chụp lại những tấm hình rõ nét nhất để về gửi cho mày, báo cáo cho mày. Để bây giờ mày chửi tao ngu. Nè, nếu mày thấy tao ngu á, tao không đủ năng lực á, thì mày đừng có cho tao làm việc này nữa. Mày trả tao về vai trò trợ lý của tao đi. Xin cảm ơn, chào đoàn kết và quyết thắng ơi. Đau quá. Mày không cản tao lại hả sếp? Con người vô tình. Bạn bè học chung với nhau từ nhỏ, tao làm trợ lý cho mày hơn cả chục năm. Bây giờ tao nói nặng mày có một câu, tao đi mà mày cũng không cản tao lại. Tao làm việc cho mày không kể ngày đêm, làm việc tè le từ lưa, vậy mà lương không lên một đồng. Bây giờ lỡ nói có một câu à, tao về cũng không thèm cản nữa. Đâu có người vô tình hơn mày. Hạng người như cô chỉ đáng bị cuộc đời vui dọc thôi. Giả đò quyết tâm, nhiệt quyết cho ai coi? Hôm nay em sẽ nấu món anh thích. Em cho chị hỏi một cái, em là con dâu của nhà bà Lê đúng không? Chị biết em hả? Đúng rồi, cả khu chợ này ai mà chẳng biết, bà kể hết mà. Nhưng mà kể cũng chẳng có gì vui. Em có buồn, cũng không có ai hiểu cho mình đâu. Kể cả người sống chung nhà với mình, mặc kệ họ đi em, ai cũng có quyền làm lại cuộc đời đúng không? Em ráng cố gắng lên nha. Em mua gì em lựa đi nha. Anh về ăn cơm, em có chuyện muốn nói với anh. Làm gì vậy? Dạ con nấu ăn. Nấu ăn cho ai? Dạ cho nhà mình. Bữa nay nhà có ai ăn đâu mà nấu. Muốn tỏ ra quan tâm cái gia đình này á thì phải có chút lòng thành. Không biết á thì phải mở miệng ra mà hỏi. Mà cũng phải thôi, tôi biết người á mà cô quý á là cái đám bạn tù của cô kìa, chứ không phải gia đình này. Dạ thưa bác, mấy người bạn của con đâu có làm gì gia đình mình đâu. Mà sao bác khó chịu và phân biệt với họ như vậy? Ở trong tù á là họ giúp đỡ con rất là nhiều, con cảm ơn còn không hết nữa. Với lại chuyện bộ trang sức là do con, chứ không phải lỗi của họ. Nói tới cái đám bạn tù á là cô Binh chầm chập hà. Nếu mà không vì tụi nó á, cô lấy bộ trang sức ra cô bán cô cho ai? Không phải cho tụi nó chứ cho ai. Dù sao á cũng là công sức mồ hôi nước mắt của con trai của tôi. Thật sự ra là cô không quý thằng con trai của tôi, mà cô quý cái đám bạn tù của cô kìa. Tụi nó ở trong tù, nó giúp đỡ cô, chứ nó có giúp đỡ cái nhà này đâu mà bắt phải đối xử với nó tốt chứ. Nói như vậy rồi á
còn không biết lỗi của mình, còn không biết đúng hay sai nữa hả? Tôi nói rồi đó, nếu mà cô tiếp tục cô liên lạc với tụi nó, cô không cắt đứt với cái đám bạn tù đó, thì làm ơn cắt đứt với thằng con trai của tôi đi. Đừng dạ. để nó khổ gì cô nữa. Bác, vậy mày? Chị làm gì vậy? Trời ơi cái con này, tao đang mơ tới một cái tô hủ tiếu, thêm một giò, thêm một sườn. Trời ơi ngon muốn chết đi nè. Tự nhiên mày kêu tao vậy. Em cũng đang đói bụng muốn chết đây nè. Á à, chị Hằng tới kìa. Lấy này giùm chị. Trời ơi. Trời trời trời, tao đang mơ hay là thiệt vậy trời? Chị Hằng, em đổi tên chị là chị Tiên được không? Mỗi lần đói bụng là chị xuất hiện đem đồ ăn tới à. Ăn đi. Nè, sao cái mặt bà kỳ kỳ vậy nha? Kỳ gì bà? Thôi dẹp đi, không ăn uống gì hết á. Dẹp, cất đi. Chị kỳ vậy? Đem tới tận nơi rồi mà chê hả trời? Đem về à? Ai mà ăn trong nỗi buồn của bà, sao mà ăn vô được? Bên đó nặng nhẹ gì với bà đúng không? Chắc là cái vụ mà bán trang sức cưới chứ gì. Em xin lỗi nha, làm cho gia đình chị lục đục. Khùng quá à. Chị đã nói rồi, cho dù thời gian có quay trở lại, chị cũng sẽ làm y chang vậy thôi. Quyền quyết định chuyện này á là chị chứ không phải là ai khác hết. Tôi giải quyết được mà. Ăn cơm đi, đừng có lo nha. Ăn lẹ đi. Dạ. Tôi đi nha. Dạ. Chị cứ tưởng gia đình đó sẽ đối xử tốt với con Hằng chứ, ai ngờ. Em nhìn mẹ chồng của chị á, là em thấy cả một bầu trời khó ưa rồi. Tụi mình đâu có giúp được gì cho chị Hằng đâu. Phải giúp chứ. Tất cả những gì mà con Hằng nó muốn, ước mơ của nó, hai chị em mình phải cố gắng giúp nó bằng mọi cách. Giúp tới hơi thở cuối cùng em cũng làm. Cho dù có chết chị cũng làm. Mà trước tiên ăn trước đi cho có sức giúp. Ồ, ăn đi chị. Ok luôn. Dạ, con mời quan tráng miệng. Cái này con làm đúng không? Dạ, bởi vậy nhìn không được đẹp lắm. Cái đẹp không thể đánh giá từ bên ngoài, con người cũng vậy, không thể đánh giá ai từ vẻ bề ngoài hay là xuất thân của họ. Nếu mà ai cũng nghĩ như cô á thì hay biết mấy. Quan thử đi. Từ từ á, con sẽ nấu thêm nhiều món cho cô ăn ha. Ngon quá. Bánh này con còn không vậy? Dạ còn. Cô muốn ăn không? Con để sẵn trong tủ lạnh đó nha. Không cần đâu. Con trai cô, nó nói là trưa nay nó ghé qua nhà. Cô muốn nó ăn thử món bánh của con làm. Dạ. Xíu nữa khi nào mà ảnh qua, con sẽ lấy thêm bánh cho ảnh ăn. Cô ăn thêm đi, uống thêm trà nữa nha. Mẹ à, con mới tới. Anh ta là con của cô nghe. Vậy thì cũng chính là anh trai của Nhi, người mà mình đã hại chết trong tai nạn đó. Hai đứa có quen nhau hả? Dạ đâu có quen đâu bà. Dạ không mẹ. Nãy nhìn thoáng qua thì con tưởng là một người bạn, nhưng mà nhìn kỹ lại thì không phải. Thì ra con đã từng gặp một người con gái giống như Hằng. Nè, có phải người thương của con không? Kể mẹ nghe đi. Dạ không, không phải là người con thương, nhưng là một người mặt dày, giả tạo, thiếu nợ con chưa trả, lại muốn sống cuộc sống sung sướng cho riêng bản thân mình.
Thì ra là như vậy. Mà thiếu nợ con nhiều không? Không thì cho qua đi con. Kệ đi. Cái kiểu con gái đó đừng có dính dáng tới ha. Con cũng không muốn dính dáng tới hàng người này đâu mẹ. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, có dây phải có trả. Và món nợ này con nhất định phải đòi. Hằng, Hằng ơi. Dạ. Con với lại con trai của cô Nga là cậu Trung á, có gặp nhau rồi hả? Dạ đúng là tụi con có gặp nhau rồi. Nhưng mà con không biết anh Trung là con của cô Nga. Cậu Trung mà có hỏi á, cô yên tâm đi, con sẽ không nói chuyện cô nói thông tin cho con đâu. Con không muốn cô bị ảnh hưởng gì hết. Cảm ơn con nha. Vậy dạ. Cô vô ha. Không ngờ anh ta lại là con của cô Nga. Thì ra những gì anh ta làm là muốn trả thù mình. Cũng đúng thôi, mình đã khiến cho họ mất mát quá lớn mà. Nè, anh làm gì vậy? Đừng tỏ ra đáng thương như vậy. 3 năm tù của cô đó không đủ rửa sạch tội giết người đâu. Cô đi theo tôi. Đi. Buông ra. Nè, buông ra. Tôi không lên. Thả tôi ra. Đi theo tôi. Buông tôi ra. Nói, tại sao cô tiếp cận mẹ tôi? Tôi không biết cô Nga là mẹ của anh. Cô không biết đó chính là mẹ của người mà cô đã tông chết hay sao? Tôi biết, nhưng mà tôi chỉ biết đơn thuần cô Nga là mẹ của Nhi thôi. Cô không được nhắc tên cô bé ở đây. Nếu đã biết nó là ai, tại sao cô còn xuất hiện trước mặt mẹ tôi? Cô có âm mưu gì? Tôi không có mưu gì hết. Tôi chỉ muốn giúp cho cô Nga thôi. Giúp hả? Mẹ tôi bị như vậy là nhờ ơn của cô Ban đó. Cô còn mạnh miệng mà nói giúp hả? Cô gây tai nạn hại chết người rồi muốn giúp. Giúp bằng cách nào? Giúp mẹ tôi bằng cách làm cho em gái tôi sống lại hả? Anh muốn nói cái gì cũng được, nhưng mà tôi chỉ muốn bù đắp những gì tôi gây ra. Anh có thể căm ghét tôi, nhưng anh không được hiểu sai về những hành động của tôi. Muốn bù đắp đúng không? Vậy làm cho tới đi. Đi. Thả tôi ra. Anh tính làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Nè, xuống đây. Bù ra. Nè, bù đắp đúng không? Cái gì vậy? Nè, chết đi. Chết đi. Chết đi. Nè, tôi nói bù đắp mà. Anh làm cái gì vậy? Muốn giúp hả? Chỉ khi cô chết mới là giúp thôi. Ý đồ cô tiếp cận mẹ tôi là gì? Có phải cô muốn hành hạ bãi đúng không? Bản thân cô ngồi tù 3 năm vì cô sống ra tù khó khăn, bị bạn bè xa lánh, bị người ta khinh rẻ, cảm thấy mình thấp kém, đứng bên cạnh chồng sắp cưới của mình cảm thấy không xứng đáng. Cho nên cô thù hận, cô tìm cách tiếp cận. Cô có âm mưu gì? Nói. Anh biết chồng sắp cưới của tôi hả? Anh biết anh Thanh hả? Sao? Sợ hả? Cô sợ là tôi sẽ làm gì anh ta sao? Tôi nói cho cô biết, anh ta đang làm ở công ty của tôi. Tất cả những gì anh ta đang có là cho tôi cho nè. Tôi cho được thì tôi sẽ lấy lại được. Một chàng trai hết mình vì công việc, tự dưng mất hết tất cả. Cô nghĩ đi, anh ta sẽ làm gì? Đừng. Nếu anh ta có chuyện gì á, tất cả là nhờ ơn của cô Ban đó. Anh ta là một người tài giỏi, chỉ trách là chọn sai người bên cạnh mình thôi. Những khó khăn mà thời gian qua cô vấp phải không tự dưng mà có đâu. Tôi nói cho cô biết luôn, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Bây giờ chỉ cần tôi biến mất là được đúng không? Đúng, cô biến mất đi. Cái cục điên này. Nè, đi vô. Buông tôi ra. Cục chết hả? Buông ra. Đâu có dễ chứ. Cục chết hả? Cục chết hả? Cục chết hả? Sao? Cô muốn chết hả? Nhưng bây giờ tôi muốn cô sống, mà là sống không bằng chết. Nếu mà cô chết ở đây á, tôi sẽ lôi người yêu của cô và cả đám bạn tù của cô vào cuộc sống như địa ngục vậy đó. Thứ ích kỷ như cô, chết đi. Đi. Buông tôi ra. Đến đây.
Lúc nãy cũng mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ yếu đuối vậy? Đồ sống hai mặt. Mẹ hẹn ai tới đây vậy mẹ? Hẹn ai thì một lát nữa sẽ biết. Ê cô. Ngồi đi con. Dạ. Ờ, sao em hẹn anh mà sao em lại hẹn mẹ anh nữa? Sao không được, em muốn mời cả nhà mình một bữa thôi mà. Đúng rồi, gặp nhau ăn một bữa cơm như vậy đâu cần phải có lý do gì ha. Cô Lê biết làm sao không? Ở trong công ty á, anh Thanh là một người nổi tiếng khó mời lắm đó cô. Trời ơi, nó khó với ai á, chứ không khó với con đâu. Bữa giờ á, nhờ con chăm sóc, lý ra là nó phải chủ động mời con. Thôi được rồi, để cô nhắc nhở nó nghe. Dạ không cần đâu. Thật ra là anh Thanh rất là quan tâm con. Hiện tại thấy như vậy là con vui rồi. Trời đất ơi, nó cười kìa. Bữa giờ đi làm về lúc nào cũng mệt mỏi quạo quọ hết á, bữa nay thấy nó cười nó vui rồi đó. Nha vậy hả cô? Sao anh? Thì đó, thì là do con Hằng đó mẹ. À, hôm nay con có ý là mời cả gia đình mình đi ăn, mà sao không thấy Hằng bận gì hả cô? Nó bận nấu ăn đem cho đám bạn tù của nó rồi. Mẹ à, đừng nhắc tới Hằng nữa. Hôm nay con muốn mời cả nhà mình một buổi tối vui vẻ. Mình nói những điều vui vẻ thôi ha. À, giống như là cái chuyện mà anh Thanh á đang rất là phát triển ở trong công ty luôn. Có lẽ trong thời gian sắp tới, chức phó chủ tịch là anh họ của con sẽ trao cho anh Thanh đó cô. Thiệt hả con? Vậy đúng là tin vui rồi đó. Nhưng mà thật ra là từ đầu con đã thấy là không có ai phù hợp với cái chức này hơn anh Thanh hết trơn á. Em đừng nói bóp anh nữa. Em nói sự thật mà, người thật việc thật. Trời đất ơi, coi cái khung cảnh lãng mạn kìa, nhìn hai đứa xứng đôi lắm nghe. Người ngoài nhìn vô mà không biết họ tưởng là vợ chồng. Nè, ngay cả mẹ mà mẹ còn tưởng hai vợ chồng nữa nè. Thôi, mẹ chọn món ăn đi. Ừ, để mẹ chọn. À, có món nào là ai hiểu được lòng mẹ không con? Mẹ. Trời ơi, ai mà được làm con dâu của cô là có phước lắm đó. Anh Thanh, mẹ của anh thú vị lắm á. Chỉ có con á mới có được cái tầm nhìn và nhận thức như vậy thôi. Đúng là từ xưa tới giờ, trong mấy đứa con gái, chỉ có một mình con là được như ý cô thôi đó. Dạ. Ai chà, khó quá. Cô, hay là để con lựa cho nha. Chứ mấy món này tiếng Anh không à. Hèn gì. Dạ. Cô đâu có học tiếng Anh đâu, cô học tiếng Pháp mà. Dạ, cô đưa con. Tới cái cửa nhà cũng mở không được, đúng là đồ vô dụng mà. Đi cô lên đây. Lúc nãy cô mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ yếu đuối vậy? Đồ sống hai mặt. Ủa Hằng, em đi đâu mà ướt nhem vậy nè? Chắc lại gây ra chuyện gì nữa rồi. Thôi, mau vô nhà đi. Con thấy không? Mẹ, hỏi không thèm trả lời luôn đó. Ai xô tôi vậy trời?
Không lẽ mai sofa? Thằng ôn dịch này giờ này cũng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Thằng này riết rồi đó, cho nó làm ship mình hơi lâu á, riết nó không coi mình ra gì luôn. Nó hẹn mình đem hồ sơ qua ký, ngồi chờ nó cả đêm không thấy đâu. Mày mà bước vô nhà, tao sẽ chỉ tay thẳng vô mặt mày mà chửi. Cái đồ khốn nạn. Chửi về nặng quá. Phải chửi là cái đồ, mày là cái đồ, mày là cái đồ khốn kiếp. Ủa trốn, tao đợi mày lâu. Nói sao vậy trời? Người ngợm nó sao bèo nhèo dữ vậy ta? Chết cha, hay là nó mới làm chuyện gì mà ám ta? Không được, không được rồi, chắc chắn là ngày mai mình phải kêu luật sư cho nó rồi. Luật sư bào chữa hay nhất hiện nay. Thưa sếp, sếp, đây là những khách hàng tiềm năng của trang thương mại điện tử Autobay, mời sếp xem qua. Điểm nổi bật chung nhất của những khách hàng này là gì? Khi mà tôi tiếp xúc với họ thì họ có rất nhiều khía cạnh, nhưng mà nổi bật nhất là những khách hàng này luôn luôn tìm kiếm một trang thương mại điện tử uy tín để giúp doanh số của họ đạt cao nhất. Và tôi thấy rằng họ luôn cố gắng đặt mục tiêu để có thể đạt được điều này. Ừ, báo cáo sếp. Câu đợi tôi chút. Dạ. Dạ nè. Cảm ơn sếp, tôi xin phép. À, cậu Thanh. Dạ. Tôi có cái này. Cái này cho cậu. Đây là gì ạ? Chỉ là vitamin thôi, phòng những lúc còn mệt mỏi thì uống. Cậu cứ lấy đi, nếu không dùng á thì cậu cứ cho người nhà. Cảm ơn sếp. Nếu vậy thì tôi xin nhận. Cái này chắc là mẹ tôi và vợ sắp cưới thích lắm. À, tôi quên, cậu sắp cưới, hèn gì mà cậu làm việc hăng say và năng lượng như vậy. Người ta nói đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Chắc cô ấy là người hoàn hảo, xuất sắc lắm mới có thể sánh vai cùng cậu. Vợ tôi thì cũng là một người bình thường thôi. Cô ấy cũng có những sở thích giống các cô gái khác, như là thích ngắm hoàng hôn nè, rồi thích ăn bánh tráng, và cũng rất yêu cuộc sống này. Rồi cũng có những nỗi sợ nữa, như là sợ bóng tối, sợ độ cao. Nhưng mà nếu như không có cô ấy thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay đâu. Xem ra cậu rất yêu cô ấy. Không sao, miễn cậu hạnh phúc là được. Và cậu cảm thấy cô ta xứng đáng. À, dạ thôi, cảm ơn sếp, giờ tôi xin phép về làm. Ừ? Này sếp, chỉ vì lấy chút thông tin á mà sếp hy sinh cái hũ vitamin của tôi đó. Tôi cũng cần vitamin, tôi đang thiếu vitamin. Tôi cũng sợ độ cao, tôi cũng sợ bóng tối đó sếp. Ở đây là công ty, đừng có lằng nhằng như vậy. Sếp coi này rồi ký giùm em. Cô ta sợ độ cao. Được. Em sao vậy? Em không sao, em hơi mệt chút xíu thôi à. Em không bị sốt, bình tĩnh lại đi. Em không thể nói cho anh biết chuyện em gặp Trung. Em sẽ không để anh bị liên lụy đâu. Mà hôm qua
Em làm gì mà về trễ quá vậy? Rồi người còn ước nhem nữa. Có chuyện gì hả? Không có gì đâu anh. Chỉ là em giúp người cho nên mới bị như vậy thôi. Thật không đó? Giúp người gì sao mà nguy hiểm quá vậy? Thì em không giúp được cho nên em mới tự trách mình như vậy. Hay là em đã giấu anh, tiếp tục giao lưu với lại đám bạn tù đó? Em đợi anh chút. Nè, đây là vitamin C, tốt cho sức khỏe lắm. Quà tặng đặc biệt của sếp anh đó. Sếp anh hả? Ừ, sếp Trung, chủ tịch công ty anh. Người giúp đỡ anh rất nhiều để anh thăng tiến trong công việc. Anh ta còn trẻ mà tài giỏi lắm. Của sếp anh tặng cho anh mà, anh giữ mà dùng đi. Em không hiểu anh thì thôi, tại sao lại cư xử với anh cứ như vậy hoài? Thôi, em nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng đi đâu đó. Dạ, em nghe nè chị. Chào em. Có lẽ chị không thể hợp tác được với em rồi. Ủa, chị ơi, sao vậy chị? Chị có thể suy nghĩ thêm được không chị? Tại vì với điều kiện mà mình hợp tác á, em thấy là đâu có khác gì những khách hàng khác đâu chị. Mà nếu như chị ngại về chuyện cửa hàng của tụi em bị phốt, vì chuyện tụi em là nữ tù á. Không phải, chị rất quý em. Chị rất trân trọng sự nỗ lực của em. Chị rất muốn giúp em nhưng chị không thể. Em thông cảm cho chị nha. Chị có lòng nhưng mà em đừng làm khó chị nha. Xin lỗi. Chị à, em... Alo. Chị nói cái gì mà mình làm khó dễ? Mà sao không hợp tác với mình được? Chắc chắn là anh ta cản trở rồi. Alo, tôi nghe. Chị ơi, bây giờ em qua đó liền. Chị cho em xin chút thời gian để em gặp chị được không? Cũng được. Dạ, em qua liền. Sao anh ở đây vậy? Tôi không được phép tới đây sao? Anh đi đi, đừng có làm phiền tới cuộc sống của anh Thanh nữa. Tôi làm phiền cuộc sống của cậu ta? Câu này phải dành cho cô mới đúng. Sao? Cô có đi gặp chủ dựa rau của bạn Thừa à? Người ta làm ăn đường đường chính chính, không ai muốn kết nối làm ăn với hạng người như cô đâu. Biết ngay anh là người phá đám mà. Đi. Buồn ra, tôi không có đi theo anh đâu. Cô thử không đi với tôi xem, thì Thanh, bạn trai của cô sẽ gặp chuyện gì. Anh. Đi. Đi. Buồn ra coi. Cô biết mình phải làm gì rồi đó. Nhất định phải là ngày hôm nay sao? Sao? Âm mưu chưa đạt được chưa cam lòng hả? Anh có thật sự là nghĩ cho mẹ của mình không vậy? Con chào cô. Ủa Hằng, sao bữa nay con tới sớm quá vậy? Cô Nga chưa có ngủ dậy.
Dạo này có con á, nhờ con mà cô Nga ăn được ngủ được lắm. À mà cô Nga dặn á, là hôm nay không cần phải nấu nướng gì hết. Và cô Nga đã đặt đồ ăn để nhà hàng mang tới. Cô Nga muốn cho con trải nghiệm á, những món ngon trên thế giới này. Cổ thương con lắm đó nha. Dạ, nhưng mà con xin lỗi. Nhưng mà chắc kể từ bây giờ con không đến chăm sóc cho cô Nga được. Cô chuyển lời tới cô Nga giùm con nha. Con thực sự là con có lý do khó nói. Cô chuyển lời giùm con xin lỗi. Ủa, sao vậy? Hắn ủa, sao kỳ vậy trời? Tôi đã làm theo ý anh muốn rồi. Thì không. Anh không tin thì có thể vô trong để kiểm chứng. Anh muốn tôi tránh xa mẹ của anh. Tôi cũng xin nghỉ việc rồi đó. Nè bé, cho em coi nè. Từ giờ có đôi găng tay này, chị em mình rửa chén sẽ không bị bong chóc da tay nữa. Em thấy tụi mình chuyên nghiệp thiệt á. Đi làm rửa chén thôi mà đầu tư nguyên một bộ bao tay như vậy. Phải đầu tư chứ. Chị Hằng. Chị Hằng, chị gặp chuyện gì hả? Bộ bên nhà đó ăn hiếp bà nữa hả? Sao họ lại cư xử như vậy được chứ? Chị đã hết lòng với họ mà. Không phải đâu, chỉ là chủ vườn rau từ chối hợp tác với tụi mình. Cả cái thành phố này chắc không có vườn rau nào chịu chúa tụi mình đâu. Hi, con nhỏ này. Mà đúng là cái danh nữ tù, khó đi làm việc thiệt đó. Sao cuộc sống khó khăn với tụi mình dữ vậy? Công nhận khó khăn thiệt. Nhưng mà tôi sẽ vượt qua. Cho dù anh ta có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không đầu hàng đâu. Là ai vậy chị? Là cái tên mà đã gây hấn kiếm chuyện với tụi mình, bị tụi mình bắt gặp đó. Tất cả những khó khăn và thất bại đều có sự tác động của anh ta hết. Nhưng mà tại vì anh ta có lý do. Nhưng mà lý do gì anh ta phải làm như vậy chứ? Anh ta chính là anh trai của nạn nhân bị tôi tông xe năm đó. Rồi, vậy là anh ta muốn trả thù chị rồi. Chắc chắn anh ta không có dễ dàng buông tha cho chị đâu. Thiệt, anh ta cũng quá đáng thiệt chứ. Dù gì á, bà cũng trả giá rồi mà. À mà nè, còn bà Nga kia thì sao? Là mẹ của hắn ta hả? Vậy bây giờ bà tính làm sao? Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa đâu. Bà chủ à, tới giờ uống thuốc rồi nè bà. Tôi không uống đâu, đem đi chỗ khác đi. Bác sĩ có dặn á là bà phải uống thuốc đúng giờ bà mới mau hết bệnh. Uống đi bà. Tôi biểu đem đi chỗ khác đi. Bà chủ, đi đi, tôi mệt dạ. rồi. Dạ dạ. Đi. Dạ cậu. Được rồi, không sao đâu. Mẹ à, chuyện gì nữa vậy mẹ? Mẹ phải biết tự chăm sóc sức khỏe của mình chứ mẹ. Mẹ lớn rồi, mẹ đâu phải là con nít đâu mà khó chịu vậy hả mẹ? Mẹ, cô ta không là gì cả. Nếu không có cô ta, con sẽ kiếm một người khác tốt hơn cô ta gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Chỉ là người phụ giúp mẹ chăm sóc sức khỏe thôi mà. Đáng để mẹ bận tâm vậy sao mẹ? Con có hiểu cho mẹ không? Hả? Mẹ, con đang làm những điều tốt nhất cho mẹ. Không, con không có tốt với mẹ. Con không có hiểu gì về mẹ hết. Bà chủ, con không biết mẹ muốn gì. Bà chủ, con không hiểu gì mẹ hết. Bình tĩnh đi bà chủ. Anh có thật sự là nghĩ cho mẹ của mình không vậy? Con xin phép mẹ. Cậu chủ, cậu chủ. Bà.
Cô hãy nghĩ tới Thành, tôi đang đợi cô trước cửa. Anh điên rồi hả? Ý định của cô là muốn chia cắt mẹ con tôi đúng không? Anh nói cái gì vậy? Tôi nói cô biết, tôi không tiếc cái mạng này để bắt cô phải trả giá đâu. Nói, ý định của cô là muốn chia cắt mẹ con tôi đúng không? Tôi không có. Tại sao? Tôi biết cô muốn chia cắt mẹ con tôi. Tại sao cô làm điều đó? Lý do là gì? Cô nói đi. Cô muốn điều gì hả? Hả? Tại sao cô làm vậy chứ? Tôi đã nói là tôi không có rồi. Bây giờ anh muốn giết tôi, muốn làm cái gì tôi cũng được hết đó. Tôi nói cho cô nghe, cô muốn làm điều gì á thì cũng phải nghĩ tới bạn trai của cô. Cậu ta là người tốt, cậu ta không xứng đáng bị hạ người như cô làm liên lụy. Nhớ những gì tôi nói ngày hôm nay. Em sẽ không để anh bị liên lụy. Đây là căn nhà mơ ước của Nhi. Một căn nhà nhỏ thôi, có sân vườn và cây lớn trước sân. Nhi rất thích cây lớn. Nó từng nói với tôi sẽ biến cây này thành cây ước nguyện. Nó sẽ treo thật nhiều ước nguyện của nó lên đây. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ biến nó thành cây sinh tội. Anh muốn làm cái gì? Cô hãy ghi mình đáng chết vào hết sấp giấy này và treo nó lên cây. Tôi muốn cô phải nhớ cái câu nói này 100 lần, 1000 lần mỗi ngày khi nhìn thấy cái cây, để cô biết mình đáng chết như thế nào. Cô hiểu chứ? Tôi xin lỗi cô. Tôi muốn cô treo thêm ở đây. Leo lên và treo đi.
Chẳng phải cô ta sợ đồ cao sao? Nè, tôi muốn cô leo cao hơn nữa. Leo lên thật cao. Leo lên đi. Cô ta sợ đu cao mà. Tại sao cô ta vẫn không cầu xin mình chứ? Cô vẫn còn ngoan cố đúng không? Được rồi, tôi xem cô sẽ chịu đựng được tới đâu. Leo cao lên đi. Leo cao hơn nữa. Cao hơn nữa. Không được sợ. Leo lên. Nhanh nữa đi. Cô còn đợi cái gì nữa? Em lại làm ra chuyện gì nữa hả? Đừng có nói là em bất cẩn nha. Em cũng bất cẩn thiệt mà. Sao em lại cố chấp như vậy? Lúc nào em cũng binh vực bạn của mình vậy hả? Tại vì lần này không phải là lỗi của họ. Vậy là lỗi của anh hả? Ý em là vậy đúng không? Anh có biết tại sao không? Tại vì em luôn tự hỏi là tại sao những cái khó khăn gần đây của em nè, cái tin đồn mà em đi tù về á, tung ra là tại vì sao? Ai đã làm ra chuyện này? Bây giờ em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Kể cả cái lần bị thương ngày hôm nay, chính là có người đứng đằng sau đó. Em lại dựng chuyện nữa rồi. Làm gì có ai độc ác như vậy? Có. Chính xác đó là sếp anh. Cái gì? Em nói cái gì? Là sếp của anh đó hả? Sếp của anh làm sao mà dư hơi sức rảnh thời gian mà làm chuyện này? Với lại em có làm gì anh ta đâu mà anh ta lại hại em? Anh ta chính là anh trai của Nhi, là người em đã gây ra tai nạn năm xưa. Em nói anh ta. Khi mà em biết tin, em cũng sốc dữ lắm. Tại vì bây giờ anh ta cũng đã biết anh là chồng sắp cưới của em rồi. Anh ta cũng biết cả chuyện anh và em à? Ừ. Bây giờ em cũng không biết phải nói làm sao nữa. Anh ta muốn làm cái gì em cũng được, nhưng mà em chỉ sợ là anh ta làm liên lụy tới anh thôi à. Anh ta còn biết gì nữa không? Thật ra cũng chỉ có nhiêu đó thôi à. Em cũng đắn đo khi mà phải nói chuyện này với anh lắm. Mà tại vì anh cứ hiểu lầm em hoài à, cho nên là em phải nói rõ ràng ra. Em xin lỗi vì làm liên lụy tới anh nha. Không có gì phải xin lỗi đâu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi mà. Vậy là những sự chịu đựng của em bấy lâu nay vì anh mà ra hả? Không sao hết. Chỉ cần là anh ta không đụng gì tới anh thì anh ta muốn hại em như thế nào em cũng chịu được hết. Sau này á, em đừng có vì anh mà chịu ấm ức như vậy. Em có thể nhịn một ngày hai ngày, nhưng mà không thể nhịn suốt đời được. Nếu mà anh ta có làm gì em á, em phải nói cho anh biết, nghe chưa? Ừ. Thôi được rồi, bây giờ em nghỉ đi. Để anh xuống dưới coi thử có gì ăn không. Em ăn xong rồi uống thuốc nha. Dạ. Thật không thể ngờ được, anh ta lại là anh của cô gái đó. Sự nghiệp của mình, sự nỗ lực cố gắng của mình suốt bao nhiêu năm qua. Thành ơi, phải bình tĩnh, mày phải bình tĩnh. Phải nghĩ cách cứu vớt lại cho mày chứ. Mày làm cái gì vậy Trung? Tao thật sự bái phục mày luôn á. Dù sao con người ta cũng là con gái. Tại sao mày... Vậy còn em tao thì sao? So với cái chết của em tao á, thì chút thương tích này có xá gì? Cái này là do cô ta tự làm tự chịu, không phải lỗi của tao. Thì người ta đã trả giá bằng việc tù tội rồi, vẫn chưa xứng đáng.
Mày là bạn tao thì mày phải minh tao. Chính vì tao là bạn của mày nên tao cũng muốn nhìn thấy mày càng ngày càng tàn nhẫn như vậy. Tao muốn nhắc nhở mày, mày đang đi sai đường rồi đó. Cái này là do xui thôi. Tao cũng không muốn cô ta thương tích như vậy. Chuyện tao làm tao biết, tao vẫn chưa tha cho cô ta đâu. Quá cố chấp. Ủa bà, con Hằng đâu sao nó không ra phụ bà? Bộ nó đi làm lại rồi hả? Nó ở trọng á. Bà hỏi chi vậy? Nó ở trọng. Ủa, không lẽ nó bệnh? Ủa mà bệnh cũng phải thôi. Trời ơi, ta nói gì đâu mà nó nhốt con nhỏ cả đêm cả hôm ngoài cổng vậy. Ta nói chưa thấy ai mà hả bất nhơ như bà. Ủa, bà rảnh quá ha. Bà đi mua rau hay bà đi nhiều chuyện? Hay bà đi rình mò nhà người ta? Bà dùng từ rình có nghĩa là bà muốn nói tôi là chó canh cửa nhà bà hay gì? Ê, cái chữ chó là bà nói chứ tôi không nói à nghe. Chứ không phải vậy là gì? Mệt bà quá. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Có hẳn nhà không cô? Không dám. Tôi không cô cháu gì với mấy người. Đi đâu? Thăm Hằng hả? Không có nói nhà. Con Hằng nó không có nhà, nó đi đâu ta? Chắc là bị ai đó ép đi làm chứ gì. Bà gì? Sao nãy bà mới nói nó ở nhà mà. Bà điên hả? Tụi nó hồi nào mới nói tức thì với tôi. Ừ. Cô, nếu mà chị có nhà cô cho tụi con vô thăm chị chút đi. Nè, ai cho? Nhà này là nhà có chủ, chứ không phải là cái thứ trôi sông lạc chợ. Không phải là cái thứ vào tù ra tội, gặp ai cũng sưng cồ lên hết á. Bởi người ta nói gần mực thì đen. Bạn nào bè đó mà. Nè, mày nói cái gì vậy hả? Tù tội thì sao chứ? Còn đỡ hơn á, những cái người có bộ mặt nhân từ mà lòng dạ dao găm ha. Đúng rồi đó. Cô lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, mà cũng coi lại hành động của cô đi. Bà, gì? Thôi để tôi đi về trước nghe, lát nữa tôi qua. Tính tụi con nóng lắm á, không cho gặp chị Hằng á hả? Vô tù lần nữa chắc cũng không sao đâu. Ừ, liều lắm á. Nó trọng á, theo tôi. Đây nè, nó trổng vô đi. Ê Hằng. Trời, chân chị có sao không? Cho em coi ý. Trời ơi. Không sao đâu. Bà còn đau không? Đúng là cái thứ lưu manh mất dạy. Có đau không? Không sao đâu mà. Hắn ta làm bà như vậy đúng không? Cái này là do tôi bất cẩn, leo lên cầu thang rồi té xíu thôi à. Chắc chắn là anh ta biết chị sợ độ cao cho nên cố tình làm vậy á. Thấy ghét thiệt chứ. Dù sao cũng đã trả nợ hết rồi mà cứ vịn vô lý do đó để hành hạ anh ta hoài à. Tôi thấy con bé nó nói đúng á. Thấy bà hiền quá nên ăn hiếp, chứ dễ gì ăn hiếp được tụi tôi không. Bây giờ bà không cần phải nhẫn nhịn gì hết á. Ba chọi một không chột cũng què. Làm như yêu thương nhau lắm vậy đó. Thôi đi, cái gì ba bốn chọi gì ở đây, nghe thấy ghê quá à. Mình đừng có làm lớn ra, chuyện này cũng đâu có gì. Nè, thấy không, tôi chỉ bị đau đau một chút thôi, đi cử động bình thường, không xi nhê gì hết đó. Cảm ơn hai người đã ghé thăm tôi nghe. Ơn nghĩa gì không biết nữa, tụi mình là bạn bè mà. Bây giờ tôi với bé chỉ lo sức khỏe của bà thôi kìa. Không sao đâu mà, tôi khỏe re á, nhưng mà tôi chỉ lo cho anh Thanh thôi. Tụi mình mà làm căng chuyện này ra, không biết anh ta sẽ làm gì anh Thanh nữa. Ừ, cũng đúng ha. Nhưng mà cứ để tình trạng như vậy hoài á, đâu có được. Tôi biết rồi, tôi biết cách tự chăm sóc bản thân mình mà. Thiệt luôn á, em nghe tin chị bị như vậy á, tay chân của em nó rã rồi, không làm được gì hết trơn luôn á. Không sao, không sao đâu. Tôi còn phải quay trở lại để thực hiện ước mơ nông trại hy vọng của tụi mình nữa chứ. Này xin nhê gì? Thôi biết rồi, chị đừng nhúc nhích nữa, nó đau á. Bực mình thiệt à.
Ê, hả? Làm gì rình mò vậy? Ê bà, tụi nó đi hết rồi hả? Bà không thấy sao còn hỏi? Quay lại làm gì? Nhiều chuyện hả? Tôi qua lấy bịch rau nè. Ừ, mà công nhận á, bà nhân hậu dữ lắm luôn á. Con Hằng nó có đám bạn tù tội như vậy á, có ngày cũng xảy ra chuyện lớn à. Ủa, mà sao tôi thấy bà không sợ gì trơn ta? Gặp mấy đứa tù tội mà bà tỉnh bơ à? Gì vậy? Thưa cô, cháu về. Cô không về. Nhanh, đóng cửa lại. Không phải, ý tôi nói đi nhanh lên đi, tôi đóng cửa cho nó an toàn. Bà có thứ gì đâu không à. Bữa nay lấn la qua tới nhà tôi để thăm con Hằng. Tôi ghét ơi là ghét á. Bà thấy không bà? Bà làm gì vậy hả? Làm gì đứng hình vậy? Ủa nó về rồi hả? Thôi chị không về vậy? Chứ để nó quay lại là chết tôi luôn á. Tôi về nha. Ê nè, còn tiền rau đâu? Rồi, ghi sổ nữa. Cuối tuần này tôi với bà đi gặp khách hàng nha. Để giải quyết cái bộ hồ sơ hôm trước á. Bà đã hẹn với họ chưa? Hẹn rồi. Anh ta chính là anh trai của Nhi, nạn nhân của vụ tai nạn năm xưa đó. Ủa, sếp. Sếp cũng uống cà phê ở đây nữa hả? Bộ tôi không được uống cà phê ở đây hả? À không, dạ được. Người ta thường nói, nồi nào thì ấp dùng đó. Người như thế nào á sẽ đi cùng với dạng người như thế đó. Một người tài giỏi như cậu Thanh đây, xứng đáng đi với một người vợ tài giỏi. Cảm ơn sếp đã quan tâm. Tôi phải quan tâm tới cậu thôi, vì cậu đặc biệt như vậy mà. Ý sếp là sao? Tôi không có ý gì hết. Tôi chỉ muốn cậu Thanh cân nhắc thật kỹ. Người tài giỏi như cậu thì đừng nên để một cô gái lương lẹo sống hai mặt giả dối lương. Anh Trung đang nói chuyện gì với anh Thanh vậy ta? Một người mà giả tạo như vậy, cậu lấy làm vợ có phải là tội cho cậu không? Tôi đặc biệt quan tâm tới giám đốc Thanh, vì giám đốc Thanh là một nhân tài rất là ưu tú. Tôi luôn muốn cậu sống hạnh phúc vui vẻ. Vì khi cậu sống hạnh phúc vui vẻ thì cậu sẽ cống hiến hết mình cho công ty và mang doanh thu của công ty lên top 1. Vì vậy, cái gì mà cậu thấy không xứng đáng á thì cậu nên dứt bỏ nó. Ly cà phê không đường sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Anh Trung rất quan tâm tới anh Thanh, cũng hay khen ảnh nữa. Không lẽ anh Trung nhắm anh Thanh vào vị trí ghế phó chủ tịch? Nếu như vậy, mình phải tấn công anh Thanh nhiều hơn nữa. Vợ của phó chủ tịch phải là của mình. Mình phải nói làm sao đây? Mình cũng không thể phủ nhận không có liên quan tới Hằng được, vì anh ta đã biết mình là gì của Hằng rồi. Cảm ơn sếp đã quan tâm tôi. Cũng may là tôi tìm được một cô gái hội tụ đủ những gì mà tôi cần. Vậy sao? Tuy là cô ấy còn nhiều thiếu sót, con người mà, ai cũng có những sai lầm hết. Mà tôi đã yêu cô ấy rồi thì tôi cũng yêu luôn cả những khuyết điểm đó. Tôi không biết là tôi sẽ yêu cô ấy tới khi nào, nhưng mà tôi chỉ biết người con gái bây giờ tôi muốn lấy là cô ấy. Để cho người như Thanh phải si mê tới mức như vậy, cô ta quả thật là cao tay. À, xin lỗi. Alo. Dạ. Dạ rồi, cô tới liền. Dạ.
Cũng may anh ta vẫn chưa làm khó dễ gì mình. Nhưng lời anh ta nói ám chỉ Hằng không xứng với mình. Là anh ta muốn tách mình ra khỏi Hằng hay như thế nào đây? Cho cậu Trung, cậu Trung nói là đang trên đường về. Sau này bà nên chăm sóc bà ấy kỹ hơn. Dạ. Đừng để bà ấy một mình. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Ừ. Cảm ơn. Dạ. Bà ơi, bà nghỉ ngơi nha bà. Tôi đỡ bà nha. Từ từ thôi bà. Mẹ tôi sao vậy bác sĩ? Bà bị lên huyết áp bất ngờ. Gia đình nên chăm sóc bà kỹ hơn. Bệnh này tôi không nguy hiểm như những bệnh khác, nhưng mà nếu không kỹ sẽ để lại hậu quả khôn lường. Cảm ơn bác sĩ. Ừ. Tôi xin phép. Mẹ con sao vậy dì Tư? À, cậu Trung, lúc trước có cô Hằng phụ tôi, hai người thay phiên nhau thì cũng đỡ. Hôm nay có mình tôi lỡ chạy xuống nhà có công chuyện. Tôi lên thì tôi thấy bà bị như vậy. Tôi xin lỗi cậu, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Dạ được rồi dì Tư, dì Tư xuống nhà đi. Dạ. Ờ, mẹ. Con tìm con Hằng về rồi hả con? Nó đâu rồi con? Mẹ à, hay là con tìm người khác tốt hơn Hằng cho mẹ nha. Nếu tìm được người khác tốt hơn con Hằng thì đã tìm được từ lâu rồi. Đằng này mẹ chỉ muốn con Hằng thôi. Mẹ chỉ muốn con Hằng thôi. Tại sao nhất thiết phải là Hằng hả mẹ? Vậy tại sao không phải là nó? Mẹ à, mẹ biết gì về cô ta? Lỡ cô ta xuất thân là người xấu, rồi thấy mẹ như vậy, rồi lợi dụng mẹ làm chuyện xấu thì sao hả mẹ? Mẹ thấy người xấu ở đây là con đó, tự nhiên đuổi con nhỏ đi, trong khi nó đang chăm sóc mẹ rất tốt. Nó chăm sóc mẹ bằng cả tấm lòng chân thành của nó. Ngoài cô quản gia ra thì nó là đứa mẹ ưng ý nhất. Mẹ thật sự không hiểu con đang nghĩ gì nữa. Mẹ ơi, mẹ phải hiểu cho nỗi khổ của con. Cô Hằng cổ. Mẹ mệt rồi. Chừng nào con đưa con Hằng về lại đây thì nói chuyện với mẹ. Mẹ đang cần nghỉ ngơi. Được rồi, mẹ để con tính, con sẽ nghĩ cách. Nhưng mà trước mắt á, mẹ phải giữ sức khỏe của mẹ. Đi đi. Nhìn cái mặt là biết có chuyện rồi. Sao? Mang Hằng về cho mẹ hả? Mày thấy cái ngu của mày chưa? Tự mình làm khó mình. Bây giờ tao thử coi mày làm cách nào để thuyết phục Hằng. Mày nói nhiều quá. Chắc gì tao đi thuyết phục cô ta. Ủa? Tại vì ngoài cô ta ra không ai làm tốt được việc này, và cũng không ai chịu đựng được tính khó khăn của bác Nga. Lên xe đi. Mày tính tháng này tao trừ lương mày không? Mày càng trừ tao càng phải nói. Nè bạn, sau này á, chuyện gì cũng phải nghe lời mình. Cãi mình là núi đè nha bạn. Ý rồi không biết mày là sếp hay là tao là sếp nữa. Tao trả lương cho mày đó. Hey, tính chở tao về hả? Muốn làm lính tao hả? Thì mày cứ nghĩ tao là sếp mày cũng được. Để sếp chở em về nghe, em trai. Uống đi rồi nói. Nè, có gì nói lẹ đi. Mày mà càng tốt với tao thì tao càng sợ. Mày đưa ba hợp đồng này bắt Hằng ký. Bắt cô quay lại làm việc cho mẹ tao. Mày
Mày bị khùng hả? Hả? Tự nhiên mày bày ra cái chuyện này, bây giờ lại bắt tao dọn dẹp. Tao đâu có quỡ. Mày là trợ lý của tao đó. Dạ thưa sếp, bây giờ em mà cầm bản hợp đồng này qua gặp người ta, chưa mở miệng nói câu nào á, thì người ta đã thẳng thừng từ chối vô mặt em rồi. Sếp nghĩ làm sao vậy? Xém tí nữa lấy mạng của người ta như trò chơi độ cao tào lao gì đó, bây giờ mời người ta bắt người ta ký hợp đồng qua làm việc cho mình. Mày mơ hả? Mày có bị khùng không? Bây giờ mày mời người ta về đã khó rồi, huống chi mày đưa những điều khoản về hợp đồng. Mày nghĩ sao mày không cho người ta làm việc chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mày? Đâu gọi lúc nào có mặt lúc đó. Đâu bao nhiêu điều khoản tào lao không à. Nè, nếu như là tao á, tao nhận cái bản hợp đồng này, tao ném thẳng vô cái mặt mày chưa đó đi làm. Sếp làm ơn, sếp trả bạn Trung chủ tịch lại cho em đi sếp. Bạn Trung nhiệt quyết tài năng của em đâu rồi sếp? Mày bớt xàm đi, tao không cần biết. Nhiệm vụ của mày lần này á là bắt Hằng quay trở về đây làm việc cho tao, nếu không á từ chức đi. Ok, từ chức thì từ chức, nhưng mà chuyện đó tính sau đi. Hôm nay là ngày nghỉ, mày phải để cho tao hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn chứ. Ok. Nè, mày đừng bao giờ tưởng là tao không làm được nha. Thì mày làm đi. Chuyện của mày bày ra thì mày tự xử đi. Để tao coi mày làm được gì. Oai quá. Sếp mà ra tay á thì gạo cũng xây thành cháo. Nãy giờ gọi người ta, người ta cũng không thèm nghe máy nữa mày đặt. Trà hơi đắng nghe, nhưng mà mát cái lòng. Ngon quá. Chân bà sao rồi? Ổn chưa? Tôi đỡ rồi. Nè, đứng lên đi tới đi lui nhẹ nhẹ được rồi nè. Rồi rồi rồi, rồi. Ngồi xuống đi cho nó an toàn. Mà nghĩ cũng tức thằng cha nội đó chứ. Tôi mà gặp thằng chả ở ngoài hả, tôi đấm cho dở mặt luôn. Em cũng vậy á, dám ức hiếp chị Hằng của em. Ừ, nhưng mà cũng nhờ anh ta mà anh Thanh mới hết giận tôi. Bây giờ còn quan tâm chăm sóc tôi hơn ngày trước luôn á. Mỗi ngày nha, ảnh đều tranh thủ đi làm về sớm, mua cái gì đó ngon ngon cho tôi. Rồi kiểu cứ hỏi han chăm sóc hoài à, thích lắm. Vậy tính ra trong cái ruột cũng có cái may ha. Ừ, với lại tôi cũng kể cho anh Thanh nghe chuyện anh ta là anh trai ruột của Nhi rồi. Cái gì? Bà nói ra rồi hả? Ừ. Rồi anh Thanh nói làm sao? Thì lúc đầu anh cũng có hơi lo lắng, nhưng mà sau đó anh Thanh an ủi ngược lại tôi. Anh nói chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Kêu tôi á là đừng có để cho người ta ăn hiếp. Anh Thanh anh nói như vậy rồi thì bà đừng có để cho hắn ta uy hiếp bà nữa ha. Ừ. Nè, ai gọi mà không nghe đi. Thôi đi, người này linh dữ lắm. Nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy á thì tốt biết mấy. Ê, đừng nói là hắn ta gọi chứ. Ừ. Vậy thôi đừng nghe chị, mắc công làm hại chị nữa hay sao? Con bé nói đúng á, hắn ta gọi cho bà chắc chẳng có gì tốt lành đâu. Ừ. Đừng nghe, tránh được cứu tránh. Ừ. Hắn ta có gọi á thì không được nghe máy, cũng không được đi gặp hắn ta nghe chưa? Không, tôi sẽ gặp hắn ta, gặp để nói hết luôn lần đi. Trốn tránh đâu phải là cách giải quyết hay đâu. Tôi không có muốn là gì tôi mà anh ta cứ kiếm chuyện làm khó dễ anh Thanh. Làm vậy á, bao nhiêu công sức của anh Thanh đổ sông đổ biển hết thì biết sao? Biết vậy thì tốt. Hả? Nè ơi. Ê, nè, anh kia, buông ra. Cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi tự đi được. Hằng, đừng có đi với hắn ta. Không sao đâu. Nè, Hằng. Chị Hằng. Giờ sao chị? Trời, hay là mình cứ đi theo? Thôi, em nghĩ là mình không nên đi theo anh ta đâu. Lỡ anh ta mà bị thương á, mình vô trỏng ngồi nữa. Em ngán ở tù lắm rồi. Chị lại nóng nảy như vậy, lỡ có chuyện gì nữa thì thiệt. Thì đó. Lúc đó hả, ảnh hưởng tới con Hằng nữa. Bây giờ phải làm sao ta? À,
Chị biết có ai có thể giúp được con Hằng rồi. Hả? Chào anh, tôi là bạn của Hằng. Tôi biết Hằng không có ở nhà, nhưng mà hai người cũng hạn chế tới đây đi, đừng làm phiền cuộc sống của Hằng nữa. Tôi không muốn đôi co gì với anh hết đó. Bây giờ anh không đi theo tụi tôi thì anh đừng có hối hận. Tôi không có gì phải hối hận hết đó. Ê, nè, chị Minh, chị nói cho anh biết luôn đi, đừng có vòng vo nữa. Chị Hằng bị ông Trung bắt đi rồi. Cái gì? Ai bắt? Thì ông Trung tới nhà trọ lôi con Hằng đi rồi. Bây giờ phải làm gì đây? Anh còn chần chờ gì nữa, đi thôi. Được rồi, mình sẽ đánh cược một lần. Thôi được rồi, dẫn tôi đi liền đi. Ủa? Ủa? Bà Hồng, bà Hồng, bà nhìn thử coi có phải thằng Thanh con tôi đi với hai nữ tụi đó phải không? Ê bà, có khi nào hai con đó bắt cóc thằng Thanh không? Bà nói bậy, làm như thằng Thanh nó còn nhỏ lắm gì đó. Sao kỳ vậy ta? Sao thằng Thanh nó dám giao du với hai con tù đó? Tôi thật sự không hiểu sao hạng người như cô mà vẫn sống tốt tới ngày hôm nay. Anh tìm tới tôi chỉ để nói những câu như vậy thôi đó hả? Không biết phí thời gian hả? Tôi ngàn lần không muốn liên quan gì tới cô nữa. Nhưng mà ông trời trêu ngươi, bắt tôi phải tìm cô. Rõ ràng là bây giờ tôi với anh đâu có còn dính líu gì với nhau nữa đâu. Nghỉ việc tôi cũng đã nghỉ rồi. Thậm chí hại chân của tôi đã nông nổi này á, mà anh vẫn chưa vừa lòng hả dạ nữa hay sao? Tôi muốn cô tiếp tục về chăm sóc cho mẹ tôi. Gì? Anh có hiểu là mình đang nói cái gì hay không vậy? Cô đọc cho kỹ, suy nghĩ rồi hả trả lời. Không phải cô đang cần tiền để trang trải sinh hoạt và giúp đỡ cho hai người bạn của cô sao? Cái đó chắc chắn không phải là điều khoản hợp đồng. Mà anh muốn như vậy rõ ràng là anh muốn quản lý tôi đúng không? Tôi không làm đâu. Cô có quyền từ chối hả? Chưa mắc mớ gì tôi không có quyền từ chối. Cô nên nhớ, cô vẫn còn đang nợ gia đình tôi. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì của bạn trai cô. Nhưng mà nếu sếp muốn thì cứ làm như vậy đi. Vậy là ngay từ đầu sếp đã biết Hằng là vợ sắp cưới của tôi. Hèn chi lúc nào sếp cũng ám chỉ việc tôi phải lựa chọn người vợ xứng đáng. Anh, thôi, chuyện này em xử lý được mà. Em yên tâm đi, anh đã suy nghĩ kỹ trước khi đến đây rồi. Sếp Trung, nếu như tôi cứ để Hằng phải cam chịu để tôi đổi lấy sự bình yên thì sau này sếp cũng sẽ coi thường tôi thôi. Tôi nói vậy đúng không? Đúng là giám đốc giỏi của công ty tôi là như vậy. Tôi luôn dùng anh để uy hiếp cô ta. Nhưng anh thật may mắn khi cô ta luôn bảo vệ anh hết mực. Vậy thì bây giờ tôi sẽ bảo vệ Hằng. Ngay cả việc bị cách chức, tôi mong là từ bây giờ sếp đừng làm khó dễ Hằng nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, Hằng cũng đã chịu sự xử lý của pháp luật. Quá đủ để kết thúc rồi sếp Trung. Xin lỗi sếp, bây giờ tôi phải đưa Hằng về làm một số việc quan trọng. Hằng, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Em có quyền từ chối những chuyện mà em không muốn làm. Mình đi thôi em. Công nhận, tôi càng nghĩ tôi càng nể bà luôn á. Tự nhiên đưa một con nhỏ quen biết với cái đám giang hồ gì ở trong nhà. Bữa nào vui không nói nha, bữa nào buồn á, nó kéo nguyên băng đảng về nó xử bà lúc nào không hay luôn đó bà. Rảnh á thì làm móng đi nghe chưa, đừng có lại nhảy mấy cái chuyện này, mệt quá à. Ủa, tôi lo cho bà, tôi mới nói vậy, làm gì căng. Bà lo hả? Bà lo hay bà muốn nhiều chuyện? Bà muốn coi gia đình tôi á xào xáo như thế nào chứ gì. Nè, nói cho dữ nghe chưa, rồi coi chừng sau này con trai của bà dẫn con tù về y chang vậy đó. Bà nói năng gì kỳ cục vậy bà? Con tôi làm giám đốc ở một công ty lớn, làm gì mà quen mấy đứa tù tội giống như Thanh con bà. Tự nhiên cái ghen ăn tức ở, cái rồi hả, trù con người ta cũng giống như con mình luôn hả. Coi lại cái nết ăn nết ở của bà đi. Bà ăn ở làm sao mà ta nói ngày nào giang hồ cũng tới kiếm hết trơn á. Thôi dẹp mệt á, không có làm nữa. Vô duyên, vui vui làm khách đến vừa làm khách đi nha. Bà mà làm cái kiểu này á, mai mốt mà mất khách á thì đừng có năn nỉ tôi. Tôi không thích làm nữa.
Dạ con nghe nè mẹ. Tí hả con? Dạo này con sao con? Con khỏe không? Con Dạ con vẫn ổn nha mẹ. Thôi con bận hợp với đối tác rồi, con cúp máy nha. Tí cái thằng này lúc nào cũng vậy hết á. Rồi nói chuyện với nó được đôi ba câu à, nó tắt liền luôn à. Bộ nó không nhớ tôi hay sao á. Trời đất ơi, đừng có ỷ có tiệm là chảnh nha. Mai mốt quá đừng có hòng mà tôi tới. Ủa là móng mà thiếu gì tiệm? Thích thì mời, không thích thì đuổi người ta. Muốn đụng chết người ta xong rồi. Đúng chưa? Mày, đây có phải nhà hàng không vậy? Đúng mà không đúng. Ủa làm sao? Không lẽ đây là bạn tù của con Hằng? Mày điếc hả? Tao không có điếc. Ủa tôi không có điếc. Lộn rồi, cái này không phải nhà của con Hằng. Cầu lộn chỗ rồi nha. Cái bà này. Sao muốn chết luôn à. Ý, người gì đâu mà vô côn thế ớn. Chút xíu rồi tiêu cái bạn già của mình rồi. Đúng là từ lúc con Hằng nó đi tù về, ở nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, toàn là cái lũ phức tạp không à. Mối quan hệ bạn tù của con Hằng rộng rãi thiệt, nam nữ gì nó quen láng hết á. Thôi chết rồi, có khi nào mình chửi nó hoài, nó giận mình, nó nổi xung mình nó xử. Sợ quá. Sao lại tới đó? Còn nói những lời như vậy nữa. Chắc chắn là anh ta sẽ không để yên cho anh đâu. Anh không có làm gì sai hết đó. Làm sao mà anh có thể nhìn người ta ức hiếp vợ sắp cưới của anh như vậy được? Em biết là anh thương em, nhưng mà còn công việc của anh nữa. Em không muốn anh vì em mà ảnh hưởng tới công việc của anh. Không đáng đâu. Nếu như vì chuyện này á mà anh ta chèn ép anh, anh ta cũng không xứng đáng làm sếp của anh, càng không xứng đáng để anh cống hiến gì công ty. Đúng là lúc đầu á anh muốn giấu anh ta chuyện anh và em quen nhau, nhưng mà anh thấy càng ngày anh ta càng đối xử quá đáng với em, anh không thể chấp nhận được. Cùng lắm á thì anh xin nghỉ việc đổi công ty khác, có gì đâu. Cảm ơn anh vì luôn bên cạnh em. Em cảm thấy mình thực sự may mắn vì có anh ở bên cạnh. Bây giờ chỉ cần mình đóng vai người chồng hoàn hảo thì chắc chắn anh ta không có cơ hội tiếp cận Hằng. Và rồi chuyện đó sẽ mãi mãi là như vậy. Mình buộc phải ở bên cạnh Hằng. Tao rất ấn tượng về Thanh, bởi vì cậu ta rất tự tin và bình tĩnh khi đứng ra bảo vệ Hằng. Nhưng mà tao biết cậu ta đang sai lầm, bởi vì Hằng không xứng đáng có được điều đó. Mày có phải ông Thanh đâu mà biết cô ta có xứng đáng hay không. Vì cô ta không xứng đáng có được hạnh phúc. Trong khi cô ta cười thật tươi thì em gái của tao bị tước đi mạng sống. Tao thề với mày, tao sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết nữa. Tao chỉ khuyên mày một câu, mày cứ làm những gì mày thích, nhưng chắc chắn sau này mày sẽ gặt lại những gì mày đã gieo. Lúc đó đừng hỏi tại sao mày nói đắt nha. Không có đâu. Mày cứ chống mắt lên mà xem. Mẹ, con đi làm nha mẹ. Ê, khoan khoan. Dạ. Con hay tin gì chưa? Dạ tin gì? Đó, mấy ngày nay á, có mấy thằng mà du côn á, mặt mày cô hồn lãng vảng trước nhà mình nè. Con Hằng á, nó ra tù rồi mà nó vẫn còn giao du với cái đám du côn đó. Chưa hết đâu, mới ngày hôm qua nè, có một cái thằng á, mặt mày du côn lắm, tới hỏi con Hằng đó. Mà anh ta có nói gì về Hằng không mẹ? Trời đất ơi,
Mẹ nhìn cái mặt nó hả, vô cô bậm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ. Mẹ sợ quá mà chạy vô nhà luôn. Mà nè, con á nha, con phải tính sao với con Hằng á, trước khi quá muộn á. Mà Hằng có ở nhà không mẹ? Nó giao rau rồi, mà có nghe mẹ nói gì không? Con nghe rồi. Với lại mẹ phải nhớ là Hằng hy sinh cho gia đình mình rất nhiều, nên lẽ ra con phải trân trọng cô ấy hơn. Thôi con đi làm nha. Trời đất ơi, ủa sao ngộ vậy? Sao nó nghe mình nói gì vậy ta? Nó bị cái con nhỏ này á cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đó, rồi nó quay trở lại với con Hằng sao? Không được, dứt khoát không để cho thằng Thanh cưới con Hằng, không để cái chuyện này xảy ra. Dạ, con nghe nè cô. Alo, Mỹ hả? Dạ. Cô nè, có biến rồi con ơi. Hình như là thằng Thanh nó trở lại với con Hằng rồi. Mình gặp nhau nha con. Dạ cô. Ừ. Đi nhanh đi bà, khách hàng chờ đó. Vô đi. Anh Thanh, sếp muốn gặp anh. Được rồi, tôi cũng cần gặp sếp để báo cáo công việc. Dạ. Sếp, tôi có một số việc cần báo cáo với anh. Trang thương mại điện tử Autobuy mà tôi đang phụ trách, tôi thấy có vài điều cần lưu ý khi mình bán hàng. Từ những cái đó thì tôi đã lên plan, timeline để thực hiện. Tôi mời sếp xem qua. Anh cứ từ từ, nghiên cứu rồi tìm hiểu thật kỹ, đâu cần gấp vậy. Thưa sếp, trong kinh doanh thì không thể chờ đợi được. Với lại tôi không thể làm phụ lòng sự tin tưởng của sếp dành cho tôi. Sếp cứ xem qua đi, nếu có gì không hài lòng cứ gọi cho tôi. Tôi xin phép. Anh Thanh à, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi là con người công tư phân minh rõ ràng lắm, cho nên anh đừng để buồn chuyện hôm trước. À, tôi cũng định hỏi anh chuyện ở quán cà phê hả? Thú thật với anh thì tôi cũng khá bất ngờ khi mà biết anh là anh trai ruột của cô gái đó. Nhưng mà tôi không thể đứng yên nhìn vợ của mình bị giày vò như vậy. Sếp à, anh không thể bỏ qua mọi chuyện và sống một cuộc sống tương lai vui vẻ hơn sao? Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó và thời gian đó cho đến khi tôi chết. Nếu sếp đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Tôi xin phép. Hình như hai người mới nói về vụ tai nạn năm xưa. Đây là khoản thu chi cho plan truyền thông tháng tới, anh ký giùm em. Em thấy hình như anh họ của em có vẻ rất là thích giám đốc Thanh, phải không? Hay là tại vì em thấy anh có vẻ thân thiết với giám đốc Thanh hơn là những người khác? Với lại em nghe nói là anh nhắc tới vụ tai nạn năm xưa hả? Từ bao giờ mà em thiếu tự tin và hay tò mò về chuyện của người khác vậy? Em vừa mới nghe được thôi mà. Mà anh ta có liên quan gì tới chuyện đó? Nếu em muốn biết á thì tự đi mà tìm hiểu. Hình như là anh chưa bao giờ coi em là anh em trong nhà. Anh có biết là điều này làm em buồn lắm không? Là em suy nghĩ như vậy, cho nên nghĩ anh cũng giống như vậy. Chứ anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Không sao, em sẽ sử dụng tài năng và sự chân thành của mình để chứng minh cho anh thấy em xứng đáng là em họ của anh. Anh tìm ai vậy? Đây có phải nhà của Hằng không? Đúng rồi, Hằng là vợ của tôi. Mà anh là ai? Anh tới đây có chuyện gì không? Tôi tới đây không phải tìm Hằng, mà là tới tìm anh đó. Tôi chỉ muốn hỏi anh câu này: anh có muốn sống yên ổn không? À,
Có phải là anh Trung, sếp của tôi kêu anh tới đây để dọa tôi không? Anh nhắn với người đó đó, dù thế nào tôi cũng không từ bỏ Hằng đâu. Không giận, anh yêu cô ta quá ha. Đây là lần cuối cùng, tôi nhắc lại, đừng bao giờ tới đây nữa, đừng làm phiền chúng tôi. Cho dù như thế nào á, tôi cũng bảo vệ Hằng tới cùng. Bản lĩnh bảo vệ Hằng tới cùng, bảo vệ bằng cách nào? Có giống cách đây 3 năm không? Đúng. Tôi sẽ còn quay lại đây. Nhớ đó. Công nhận, không phải ai cũng như anh Thanh đâu. Bà nên trân trọng anh ấy nhiều hơn. Lúc đầu nghe chị Minh nói đi tìm anh Thanh, em cũng lo lắm. Nhưng mà khi mà anh Thanh nghe tin đó là chị bị ông Trung dẫn đi, thấy anh Thanh lo quá trời, là em hiểu á, ảnh yêu chị tới cỡ nào. Tôi biết chứ, tôi cũng cảm thấy là mình may mắn khi có anh Thanh ở bên cạnh. Chứng tỏ một điều á, là ông trời không tiệc đường sống của ai bao giờ, đúng không? Đương nhiên rồi, ông trời luôn công bằng mà. Khi mà mọi người quay lưng với tôi thì anh Thanh lại quay sang bảo vệ tôi. Sao mà mình may mắn dữ vậy trời. Mà nè, chuyện kinh doanh của chị em mình á, hai người cũng đừng có lo nghe chưa. Tôi sẽ tìm những mối đầu khác vào ngày mai. Yên tâm đi, có công mài sắt có ngày nên kim mà. Bây giờ mình chịu khổ, mai mốt thế nào mình cũng có được trái ngọt thôi à. Em sẽ đi tìm người phụ cho chị. Cảm ơn em. Nhưng mà có cái này, tôi thấy cái vụ mà livestream bán rau online của nông trại Hy Vọng của tụi mình, tôi thấy nó không mang lại hiệu quả cao như mong muốn. Tôi muốn nha, phải chuyên nghiệp hơn, và công việc của mình cũng phải mang một ý nghĩa tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà làm sao tôi không hiểu. Nè, lúc đầu á, tôi có nói với mọi người về ước mơ của tôi, là tôi muốn mở một cửa hàng kinh doanh cho những người đi tù tội về giống như tụi mình, để họ có công ăn việc làm, đúng không? Cái đó là mục đích chính. Nhưng mà bây giờ tôi muốn là công việc này phải có thêm ý nghĩa lớn hơn nữa. Nếu lúc này mình trở mặt chia tay Hằng thì anh ta sẽ cho rằng mình cạn tàu ráo máng. Thậm chí anh ta sẽ tiếp xúc với Hằng nhiều hơn. Và khi đó biết đâu mọi chuyện lại lộ ra. Cách tốt nhất chính là phải để Hằng ở trong căn nhà này. Anh vô được không em? Anh vô đi. Em đang làm việc hả? Đâu có, em tìm hiểu thêm về nguồn rau thôi. Mà bữa nay anh ta có làm khó gì anh không? Không có đâu, em yên tâm đi. Anh xin lỗi em nha, thời gian vừa qua em vất vả quá. Chắc là em phải chịu đựng anh ta nhiều lắm. Vậy mà anh không hiểu cho em, chỉ lo công việc, bỏ bê em như vậy. Anh cứ yên tâm đi, sau cơn mưa trời lại sáng, em luôn luôn tin vào điều đó. Giống như bây giờ nè, anh đã hiểu ra và yêu thương em nhiều hơn. Chỉ cần như vậy thôi là những khó nhọc kia không có xá gì hết á. Em, anh nói nè, mình đính hôn nha em. Anh không muốn trì hoãn thêm nữa. Sau sự việc vừa rồi á, anh lại càng muốn chăm sóc cho em suốt đời. Anh muốn em hãy gạt bỏ hết quá khứ, làm lại một cuộc đời mới. Cuộc đời chỉ có anh và hạnh phúc thôi. Em yêu anh. Anh cũng yêu em.
Về đi sếp ơi, tới đây hoài có được gì đâu. Tao còn mớ công việc trên công ty còn phải làm nữa kìa. Muốn về thì mày tự về đi, tao phải đợi cô ta để hỏi thêm lần nữa. Tao đi chung với mày, mày kêu tao về bằng niềm tin hả? Mà tao nghĩ tao cũng điên ghê, đi theo mày tới đây đã biết là không làm được gì người ta mà vẫn còn lì. Mày, mày vậy bây giờ không muốn về cũng phải về à? Tí nữa có cuộc họp với khách hàng mới kìa. Suy nghĩ kỹ rồi quyết định, càng sớm thì tốt cho anh thôi. Tôi báo cho anh biết, tôi không có nhiều thời gian đâu. Mình hăm dọa nó kiểu này, sớm muộn gì nó cũng ối tiền ra thôi. Con tính là cuối tháng này con với lại Hằng sẽ làm đính hôn. Con nói gì? Con nói là cuối tháng này á, con với Hằng sẽ đính hôn, sau đó thì qua năm đám cưới luôn. Con quyết định rồi đó hả? Dạ. Sao con lại quyết định như vậy? Trong khi á, cái ghế phó chủ tịch sắp sửa đến tay con rồi. Bây giờ á, con đòi cưới con Hằng. Mà con Hằng là ai? Nó là một người từng đi tù. Nếu mà đồng nghiệp hoặc là sếp con á biết được cái lý lịch vợ con như vậy đó, liệu họ dám giao cái chức phó chủ tịch cho con hay không? Con phải biết cái gì quan trọng hơn cái gì chứ. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với con là làm đám cưới với Hằng. Bác à, con hứa là con sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới anh Thanh đâu. Bác yên tâm nha. Mẹ không làm khó dễ gì con hết. Nhưng mà con phải nghĩ tới cái tương lai sự nghiệp của con chứ. Trước giờ á, mẹ định hướng cho con á, có bao giờ sai không? Toàn là đúng không hả? Nhưng mà thôi, nếu con đã quyết định rồi á, thì mẹ không cản. Chỉ có điều á, là con đừng có hối hận cái quyết định của mình. Cuộc đời con không lấy được Hằng mới là điều hối hận nhất.
Em có anh ở bên cạnh á là điều may mắn nhất cuộc đời em. Anh cũng vậy. Điều may mắn nhất của anh là có được em làm vợ. Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ giận, nhưng chỉ còn cách này mới giữ được Hằng bên cạnh và an toàn cho con. Khách VIP tới, khách VIP tới. À, bữa nay tới làm móng hay là uống tóc đây? Nói nghe nè. Sao? Mai mốt á, biết thì nói, còn không biết thì thôi. Người ta gọi là khách VIP, cháu Mai gọi là khách VIP. Bữa nay tôi không có làm gì hết á, tôi đem rau qua cho bà nè. Trời ơi, tự nhiên bữa nay đem rau qua cho tôi. Bữa nay mặt trời mọc hướng Tây hết trời. Ê nè, có lòng tốt đem rau qua cho bà cũng nói vậy hả? Nói chung là bữa nay tôi không có rảnh để cà khịa với bà. Ê, cái này còn lạ hơn nữa à nghe. Ê, nó nghe nè, bộ có phải mấy đứa kia nó về đe dọa bà gì phải không? Cái gì? Đe dọa tôi hả? Khoan, đợi tôi chút, để tôi lấy cái ghế. Rồi kể tôi nghe đi. Tụi nó mà dám đe dọa tôi hả? Bà tôi nói với bà không hiểu. Bà làm cho tôi mệt thêm á. Bà bây giờ á chỉ có hai chuyện làm phiền lòng bà thôi. Một á là chuyện làm sao để cho thằng Thanh nó lên chức. Hai á là chuyện đám cưới của nó. Chuyện lên chức á thì chưa chắc rồi đó. Bởi vì nếu mà có á thì bà đã khoe khắp làng khắp xóm này biết hết trơn rồi. Vậy thì có nghĩa là chuyện đám cưới có đúng không? Tôi công nhận nha, bà nhiều chuyện thiệt đó. Nếu bà nhiều chuyện số 2 á, chém chết tôi đi, không ai dám nhiều chuyện số 1 hết á. Ủa, tại tụi nó có chuyện nhiều cho nên tôi mới nhiều chuyện. Mà bà buồn chi ta? Nó đặt đâu á thì bà ngồi đó đi. Ờ, mà nói đi thì cũng phải nghĩ lại. Cũng uổng đời trai của nó ha. Thằng nhỏ ở độ tuổi đang đẹp, tự nhiên phải chờ con nhỏ đó 3 năm. Tương lai đang rộng mở phía trước. Quá trời nhiều con nhỏ ngon lành, kêu nó chọn thì nó không chịu chọn. Đi chọn một đứa không có gì trong tay hết trơn. Chả buồn cho thằng tí con tôi nha. Tôi nói một tiếng hả là nó nghe răm rắp luôn á. Ê bà, bà an ủi tôi hay là bà xỉa xói tôi vậy? Ai biểu bà tham quá làm chi. Thì bà bằng lòng với hiện tại đi. Mắc mớ gì? Nè, tôi không có tham nha. Bây giờ tôi hỏi bà nè. Một con dâu á là giàu sang xinh đẹp ha, si mê thằng con của mình, nó sẵn lòng nó qua nó ở chung mà không cần cưới hỏi. Rồi một con á thì trắng tay mà nó xấu, nó không có cái gì hết trơn á, thì theo bà chọn con dâu nào? Dĩ nhiên là chọn đứa nhà giàu. Thì đó, bà còn vậy hú hồ gì tôi. Bây giờ bà tính đi, con Hằng nó có cái gì trong tay? Nó không có gì trong tay hết. Đã vậy còn bị ở tù nữa. Nó giống như cái cục nợ của tôi vậy đó. Hỏi bà không bực sao được. Ê, bà làm gì vậy? Tôi tức. Tức cái gì mà tức? Mà tôi thấy bà nói con Hằng vậy còn không đúng đâu. Nó nhìn xinh xắn như vậy, nó còn dành cả tuổi thanh xuân cho nhà bà. Nó phụ bà coi sóc nhà cửa, nó giao hàng cho nhà bà mấy năm trời bất kể nắng mưa. Nó còn từ bỏ cả việc học hành, nó lo đi làm kiếm tiền, lo cho thằng Thanh đó. Chuyện kia nó cũng đâu có muốn đâu. Ê, bà giống như là ở giữa chứ không theo phe nào hết hả? Tôi đâu có mướn nó làm việc nhà cho tôi đâu, tôi đâu có nhờ. Bà nói vậy mà nghe được đó hả? Sao tự được? Nó làm là tại vì nó thương Thanh, nó thương luôn cả bà. Nó hy sinh cho nhà bà nhiều như vậy, bà còn muốn gì nữa? Nhờ có nó mà bà mới khỏe re đó. Bà còn muốn gì? Ê, hay là bà muốn nó đem bà lên bàn thờ rồi mỗi ngày nó cơm bưng nước rót cho bà mới chịu? Ê, bà. Ê, cái gì? Bà cái gì? Tôi nói không đúng hả? Nó đảm đang chuyện nhà vậy thôi chứ muốn gì nữa. Tôi nói thiệt nha, nó cũng đang đi tìm việc làm đó, bà không thấy hả? Từ lúc nó về, tất cả mọi việc buôn bán của bà nó lo hết. Còn bà coi bà thử coi, bà làm gì? Tối ngày bà chỉ biết đi lo làm đẹp thôi. Nói thiệt nha, không có nó cán đáng chuyện nhà hả? Xin lỗi, bà không còn miếng mối lái nào cho bà luôn á, chứ đừng nói. Cái gì vậy? Tức quá muốn đập đồ chứ gì. Tiền đâu mà đền mà đòi đập hoài vậy trời. Không đập nữa, đi về. Ê, ủa, cái gì kỳ vậy? Ê, nó đem ra qua cho tôi mà tự nhiên xách về là sao? Quên. Cái bà này. Mà nghĩ bà nói cũng có lý. Nếu thằng Tý nó đem con dâu tù tội như con Hằng về, chắc mình cũng như bà. Không chừng mình còn phản ứng hơn bà nữa. Trời ơi, Tý ơi, con làm gì thì làm, đừng có làm mẹ mang tiếng nghe không con.